chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ sự thật kỳ lạ về cuộc đời người tuổi Ất Tỵ. Sinh năm 1965, vất vả một đời, từ nay đến năm 83 tuổi, về già đón vinh hoa. Cô hay một kiếp con người, trần gian thê thái thói đời điêu ngoa. Ai là bè bạn với ta, đắng cay chia sẻ mới là tình thân. Đến khi vướng cảnh nợ nần, ví thiêu túi dán mình cần họ quên. Bè bạn như cái bấc đèn, vui tỏ buồn lụi thấp hèn cao sang. Ất Tỵ thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc phước lộc quanh năm. Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập kênh Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có sự đón xem và theo dõi của cô bác anh chị, nên kênh Tử Vi đang ngày càng phát triển. Trước khi đi vào nội dung chính, đội ngũ biên tập kênh Tử Vi thành tâm mong nhận được sự động viên đến từ quý cô bác anh chị. Mong cô bác anh chị hoan hỉ bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để nhận được những thông tin mới nhất từ đội ngũ biên tập kênh, những nội dung Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần, động lực để sống đời bình an. Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi và lắng nghe. Sự thật kỳ lạ về cuộc đời người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, vất vả một đời, từ nay đến năm 83 tuổi, về già đón vinh hoa. Cô bác anh chị Ất Tỵ thân mến, cuộc đời vần vũ như mây gió, đổi thời gian, đổi cả không gian, thoáng chốc chúng ta ai rồi cũng sẽ phải già đi. Vậy đã bao giờ Ất Tỵ thắc mắc liệu với hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại thì mình có thể sống đến 83 tuổi hay không? Và nếu có thể sống đến 83 tuổi thì cuộc đời mình sẽ có chuyển biến như thế nào? Sống nghèo khổ bần hàn hay vinh hoa phú quý? Có một vài cô bác anh chị Ất Tỵ sẽ cười nhạt và nghĩ rằng gớm, cơm còn không đủ ăn, bệnh tật đầy mình, làm sao mà dám mơ đến sống tận năm 83 tuổi. Ất Tỵ đừng nản lòng, vì biết đâu ngay sau đây trong video này Ất Tỵ sẽ có cho mình được đáp án thì sao. Bởi vì trong video này có thể Tử Vi sẽ hiển lộ cho bản mệnh Ất Tỵ từng giai đoạn của cuộc đời mình đến cuối đời. Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu và đúc kết từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, đội ngũ Tử Vi đã làm ra video 9 sự thật kỳ lạ về cuộc đời Ất Tỵ. Sinh năm 1965 đến năm 83 tuổi, phước lớn mệnh lớn, về già đón vinh hoa. Để chia sẻ đến quý bản mệnh Ất Tỵ về diễn biến cuộc đời Ất Tỵ đến năm 83 tuổi. Tuy nhiên, do thời lượng của video có hạn, Tử Vi không thể nào phân tích chi tiết hết được từng năm của cuộc đời Ất Tỵ trong một video. Đặc biệt, nếu như Tử Vi hiển lộ hết những chuyện trong tương lai thì cô bác anh chị Ất Tỵ cần gì phải nỗ lực và phấn đấu nữa. Lẽ dĩ nhiên, không có một cuộc đời nào là bằng phẳng và êm đềm cả. Cuộc đời của Ất Tỵ, ngoài đón nhận những điều cát lành ra, thì vẫn sẽ có cả những điều bất như ý xảy đến với bản mệnh Ất Tỵ. Tuy nhiên, tốt hay xấu, hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao. Nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Ất Tỵ cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Tử Vi không thể thay đổi quá khứ của Ất Tỵ, nhưng tương lai thì có thể. Ngay sau đây, xin mời quý cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe dự ngôn, luận giải tổng quan Tử Vi cuộc đời nam, nữ mạng Ất Tỵ, từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi. Ất Tỵ mạng hỏa cung đoài, ấy là lửa cháy ở đèn tọa đăng, thu đông lũ số khó khăn.
Xuân Hạ sinh đặng làm ăn phát tài, hiền lành ăn ở thẳng ngay, chớ nên gian xảo mà mang tội tù. Thân tộc giàu có không ham, nghèo thì phải chịu ai làm đấy ăn. Anh em cũng chẳng đặng gần, khó khăn nghịch ý nói năng chẳng hòa. Đầu tiên nhiều lớp cửa nhà, nhưng mà chẳng giữ sau mà mới nên. Số này chắc chờ lương duyên, vợ chồng lở dở chẳng yên một đời. Tổng quan Tử Vi tuổi Ất Tỵ, năm sinh âm lịch Ất Tỵ 1965, địa chi xuất huyết chi xả, tức rắn rời hang, mệnh phúc đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ. Cung mệnh nam 1965, nam cung Cấn Thổ, tây tứ mệnh. Cung mệnh nữ 1965, nữ cung Đoài Kim, tây tứ mệnh. Phật ban phúc, Phật hư không tạng Bồ Tát, Phật ban trí Phật đại thế trí Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Phật địa tạng Bồ Tát, Phật bảo hộ, Phật phổ hiền Bồ Tát. Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong tiền vận và trung vận. Tuy nhiên, Ất Tỵ không nên sợ hãi trước những khó khăn, mà thay vào đó, Ất Tỵ nên xem đây là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm sống. Bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực, Ất Tỵ có thể vượt qua mọi khó khăn và thành công trong cuộc sống. Mặc dù phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng Ất Tỵ cũng có phúc lành và điền viên bên con cháu lúc hậu vận. Điều quan trọng là Ất Tỵ cần biết cách hành thiện và tích công đức để thu được phúc lành này. Nếu Ất Tỵ có thể sống đạo đức và tốt bụng, tuổi thọ của Ất Tỵ sẽ được kéo dài và hạnh phúc sẽ đến với Ất Tỵ. Với khí chất lạnh lùng và huyền bí, Ất Tỵ thường gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Ất Tỵ rất giỏi trong việc giữ kín cảm xúc thật của bản thân và ít khi chia sẻ tâm tư với người khác. Điều này tạo nên một lớp vỏ bọc bí ẩn xung quanh Ất Tỵ, khiến cho người khác luôn tò mò và muốn tìm hiểu về Ất Tỵ hơn. Phong cách sống của Ất Tỵ thường mang đậm tính tinh tế và hoài cổ. Ất Tỵ không thích theo đuổi những trào lưu thông thường của giới trẻ, nhưng lại được thu hút bởi những sở thích độc đáo và sâu sắc. Ất Tỵ có niềm đam mê với việc nghiên cứu chuyên sâu về triết học, tôn giáo và các vấn đề nhân văn. Điều này giúp Ất Tỵ trở nên sành điệu và tinh tế trong cách sống và suy nghĩ. Về mặt tài vận, Ất Tỵ khá may mắn và hanh thông. Ất Tỵ ít khi phải lo lắng về vấn đề tiền bạc và sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, giúp Ất Tỵ dễ dàng kiếm tiền trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù có tài ăn nói khéo léo, Ất Tỵ lại ít khi thể hiện sự cởi mở và thân thiện. Điều này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy e ngại khi tiếp xúc với Ất Tỵ. Tuy nhiên, những mối quan hệ mà Ất Tỵ xây dựng thường rất bền chặt và đáng tin cậy. Nhìn chung, Ất Tỵ mang trong mình nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ như sự kiên nhẫn, sự sâu sắc và tính cách bí ẩn. Ất Tỵ có khả năng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống và đạt được thành công lớn. Mặc dù có tính cách ít nói và lạnh lùng, nhưng Ất Tỵ luôn có trái tim ấm áp và sẵn sàng hy sinh cho người thân yêu. Ất Tỵ thân mến, chúng ta có thể ví đời người như một dòng chảy. Một dòng chảy sẽ có lúc phẳng lặng, nhẹ nhàng, cũng có lúc nổi lên những cơn sóng dữ. Mỗi giai đoạn trong đời người sẽ gắn với những sự kiện khác nhau. Ngay sau đây, xin mời bạn mệnh Ất Tỵ cùng lắng nghe và chiêm nghiệm về diễn biến tổng quan từng giai đoạn cuộc đời của Ất Tỵ từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi. Đối với năm mạng, những giai đoạn tuổi trẻ, đặc biệt là từ 20 đến 25 tuổi, thường là thời kỳ quan trọng đánh dấu sự khởi đầu và phát triển của mỗi người. Trong giai đoạn này, con người thường đối diện với nhiều thách thức và cơ hội trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Sau đây là một số luận giải tử vi về những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Năm mạng Ất Tỵ, từ 20 đến 83 tuổi, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Đây là thời kỳ mà đường tình duyên có thể gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Năm 21 đến 22 tuổi có thể là thời điểm mà Ất Tỵ gặp được nhiều cơ hội và dịp tốt để phát triển sự nghiệp và kinh doanh. Tuy nhiên, khi bước vào năm 23 đến 24 tuổi, việc quản lý tài chính và chú ý đến sự phát triển công danh trong tương lai là điều cần thiết. Năm 25 tuổi có thể không có nhiều biến động lớn, trừ khi vào tháng 10. Từ năm 26 tuổi,
đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi có thể mang lại thắng lợi lớn trong sự nghiệp và công danh. Tuy nhiên, vào năm 27 đến 28 tuổi, cần phải cẩn trọng với việc thực hiện những dự án lớn hoặc đi xa, vì có thể gặp phải những trở ngại mà không thu được kết quả như mong đợi. Năm 29 đến 30 tuổi có thể mang lại sự ổn định trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi vẫn giữ mức trung bình trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi bước vào năm 32 đến 33 tuổi, cần phải chú ý đến sức khỏe và tài chính vì có thể gặp phải những khó khăn và chi phí không mong muốn. Sang năm 34 đến 35 tuổi, có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và kinh doanh. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi có thể mang lại thành công về mặt tài chính và công danh. Sang năm 37 đến 38 tuổi, mọi thứ có thể vẫn chưa tới mức tốt nhất, nhưng vẫn cần duy trì ổn định. Năm 39 đến 40 tuổi, có triển vọng tích cực về mặt tài chính và sự nghiệp. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, cần phải cẩn trọng trong việc quản lý kinh doanh và có thể gặp phải những lo lắng về gia đình. Năm 42 đến 43 tuổi, có khả năng gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp và kinh doanh. Sang năm 44 đến 45 tuổi, việc đi xa có thể mang lại kết quả tốt, cũng như sự dồi dào về mặt tài chính và mặt công danh. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này có thể chỉ đánh dấu sự ổn định về mặt kinh doanh, trong khi cuộc sống gia đình thì được yên bình và hòa thuận. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong khoảng thời gian này, Ất Tỵ cần phải chú trọng đến việc quản lý tài chính và sự nghiệp một cách cẩn trọng hơn. Năm 52 tuổi có thể mang lại nhiều may mắn, nhưng những năm khác có thể chỉ duy trì ở mức trung bình. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, năm 56 tuổi có thể mang lại nhiều thuận lợi về mặt công danh và sự nghiệp. Năm 57 đến 58 tuổi có thể mang lại sự ổn định hơn và con cái có thể tự lập cuộc sống riêng. Đến năm 59 đến 60 tuổi, gia đình có thể trải qua những khoảnh khắc êm đềm và hạnh phúc, mặc dù sức khỏe và tài chính có thể giảm sút. Từ 60 đến 70 tuổi, những năm này có thể chỉ đánh dấu sự an nhàn trong cuộc sống, mặc dù có thể gặp phải một số khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nắm bắt cách tu bổ sức khỏe sẽ giúp tránh được những bệnh tật của tuổi già. Từ 71 đến 83 tuổi, đây là giai đoạn mà Ất Tỵ có thể hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc sau những năm lao đao và cống hiến cho sự nghiệp và xây dựng mối quan hệ. Mặc dù có thể gặp phải những vấn đề về sức khỏe, nhưng việc tập trung vào bản thân và tinh thần sẽ giúp Ất Tỵ vượt qua mọi khó khăn, như vậy qua những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Nam mạng Ất Tỵ có thể thấy rằng cuộc sống luôn biến đổi và chúng ta cần phải linh hoạt và cẩn trọng trong mọi quyết định. Việc lắng nghe và hiểu rõ về những giai đoạn này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Vừa rồi là những luận giải tử vi về diễn biến từng giai đoạn của cuộc đời. Bản mệnh Nam mạng Ất Tỵ. Nếu Nam mạng Ất Tỵ thấy cuộc đời của mình đã trải qua và có phần nào giống như giai đoạn vừa rồi, thì hãy chia sẻ cảm nghĩ bên dưới video. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý bản mệnh hoan hỷ đón nhận và góp ý để đội ngũ biên tập ngày một hoàn thiện tốt hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến tổng quan từng giai đoạn cuộc đời nữ mạng Ất Tỵ, từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là giai đoạn quan trọng đối với mỗi người trẻ. Trải qua những năm này, cuộc sống thường chỉ ở mức trung bình về cả mặt tài chính lẫn tình cảm. Tuy nhiên, đừng coi thường những quyết định trong thời gian này vì chúng có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai. Hãy cẩn thận và sáng suốt trong mọi quyết định để tránh những hậu quả không mong muốn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm nay đánh dấu sự phát triển về mặt nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân của nữ Ất Tỵ. Để đạt được điều này, sự nhẫn lại, kiên nhẫn và sự sáng suốt là rất quan trọng, đồng thời cần đề phòng trước những rủi ro và khó khăn có thể xảy ra trong thời kỳ này. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, đây là thời điểm lý tưởng để phát triển sự nghiệp và công danh cá nhân. Cuộc sống trong giai đoạn này thường ổn định và đảm bảo. Tuy nhiên,
vẫn cần chú ý đặc biệt đối với các giao dịch liên quan đến tài chính để tránh rủi ro không cần thiết. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trải qua những năm này, Ất Tỵ nữ mạng có thể thu được nhiều thành công và may mắn về mặt tài chính và sự nghiệp. Hãy tận dụng tối đa khả năng và nỗ lực của bản thân để đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống cá nhân. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, giai đoạn này mang lại cơ hội phát triển về mặt tài chính và sự nghiệp. Bằng sự sáng suốt và quyết đoán, nữ Ất Tỵ có thể xây dựng sự nghiệp một cách dễ dàng và hiệu quả. Cuộc sống của nữ Tỵ trong giai đoạn này sẽ trở nên sung túc và đầy đủ hơn. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mặc dù có thể gặp phải một số khó khăn về mặt sức khỏe và tài chính, nhưng gia đình và tình cảm cá nhân của nữ Ất Tỵ sẽ có những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đồng thời, có thể thu được thành công và may mắn trong vấn đề tài lộc từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Trong giai đoạn này, tài lộc có thể chỉ ở mức bình thường và công việc không phát triển mạnh. Hãy cẩn trọng và đề phòng vì sức khỏe cũng như bản mệnh có thể yếu kém hơn từ năm 56 tuổi đến 65 tuổi. Những năm này mang lại nhiều thành công về mặt nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân, gia đình hạnh phúc và không phải lo lắng về con cái. Mặc dù có những khó khăn nhỏ nhưng tất cả đều được giải quyết một cách êm đẹp. Từ 65 đến 70 tuổi, đây là giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp và cuộc sống của nữ Ất Tỵ. Đừng quên nhìn lại những thành tựu mà nữ mạng Ất Tỵ đạt được và hãnh diện với chúng. Đồng thời, con cái của bản mệnh cũng đã trưởng thành và có thể đạt được thành công trong cuộc sống cá nhân từ 71 đến 83 tuổi sau những năm lao đao và bận rộn. Đây là thời kỳ để nữ Tỵ hưởng thụ cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Hãy chăm sóc sức khỏe và tận hưởng mọi khoảnh khắc bên gia đình và người thân yêu. Như vậy, qua từng giai đoạn của cuộc đời, bản mệnh nữ mạng có thể thấy rõ sự thác trầm và phát triển của bản thân. Quan trọng nhất là luôn kiên nhẫn, sáng suốt và đặt mục tiêu để có cuộc sống hạnh phúc và thành công. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe những dự ngôn, luận giải chi tiết về diễn biến các phương diện, bao gồm sức khỏe, tài lộc, tình duyên gia đạo, sự nghiệp. Vậy từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi, quý bản mệnh Ất Tỵ sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống hạnh phúc, giàu sang phú quý? Xin mời cô bác anh chị Ất Tỵ cùng tiếp tục lắng nghe. Sự thật kỳ lạ về cuộc đời người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, vất vả một đời, từ nay đến năm 83 tuổi, về già đón vinh hoa. Tiếp theo sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi về phương diện cuộc sống của bản mệnh Ất Tỵ. Nam, nữ mạng, từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi. Đối với nam mạng Ất Tỵ, cuộc đời thường bắt đầu bằng những thử thách và gian khổ. Thời thanh niên của bản mệnh thường đầy sóng gió, phiêu bạt và đầy khó khăn. Tuy nhiên, điều này không làm nam mạng Ất Tỵ nản lòng. Nam mạng Ất Tỵ luôn cố gắng hết sức mình khi dấn thân vào một công việc hay lĩnh vực nào đó. Bản mệnh có tinh thần kiên trì và quyết tâm cao, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, số phận thời trẻ không phải lúc nào cũng mang lại phúc lộc cho nam Ất Tỵ. Phải đến thời trung niên, nam mạng Ất Tỵ mới có thể đạt được địa vị, danh vọng và tiền tài. Công việc và sự nghiệp của bản mệnh thường phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này, mang lại cho bản mệnh sự thịnh vượng và an yên trong cuộc sống. Khi về già, cuộc sống của nam mạng Ất Tỵ thường dư giả, thịnh vượng và an tâm. Bản mệnh có thể tận hưởng cuộc sống bên con cháu với niềm vui và hạnh phúc. Những nỗ lực và kiên nhẫn của bản mệnh từ trước đến nay đã được đền đáp bằng một cuộc sống ấm êm và trọn vẹn. Đối với nữ mạng Ất Tỵ, cuộc đời thường trải qua những giai đoạn suôn sẻ và may mắn. Thời còn trẻ, nữ mạng Ất Tỵ thường sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc bên gia đình. Sự ổn định và an yên luôn hiện diện trong cuộc sống của nữ Ất Tỵ. Khi bước sang tuổi trung niên, nữ mạng Ất Tỵ thường gặp nhiều vận may trong sự nghiệp và tình cảm. Công việc của bản mệnh thường thăng tiến mạnh mẽ và nữ Tỵ sớm tìm được ý trung nhân. Con cái của bản mệnh lớn khôn công thành danh toại, mang lại niềm tự hào và hạnh phúc cho người mẹ. Cuối cùng, khi về già,
Cuộc sống của nữ mạng Ất Tỵ thường nhẹ nhàng và an yên, không có sóng gió nào xảy ra. Nữ Ất Tỵ có thể tận hưởng cuộc sống bên gia đình một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Tiếp theo là dự ngôn tổng quan tử vi về phương diện công danh, sự nghiệp của bản mệnh Ất Tỵ nam, nữ mạng. Từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi, phong cách làm việc của Ất Tỵ thường được đánh giá cao với sự chuyên nghiệp và độc đáo, với khả năng tập trung hơn. Người Ất Tỵ có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc chỉ trong thời gian ngắn đến đáng kinh ngạc. Sự kiên định và chặt chẽ trong việc thực hiện kế hoạch đã đề ra ban đầu cũng là một trong những điểm mạnh của Ất Tỵ. Dù có chịu bao nhiêu lời đàm tiếu, Ất Tỵ vẫn quyết tiếp tục làm việc cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Ất Tỵ sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và sửa đổi bản thân mỗi khi gây ra sai sót trong công việc. Mặc dù có thái độ lạnh lùng, Ất Tỵ thường bị hiểu nhầm là những người thụ động khi làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, Ất Tỵ có trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều sáng kiến giàu tính sáng tạo, cùng với gu thẩm mỹ độc đáo. Những ưu thế này chính là chìa khóa giúp Ất Tỵ chinh phục đỉnh cao trong các lĩnh vực như thiết kế thời trang nghệ thuật. Ất Tỵ rất thông minh, có vốn tri thức phong phú. Ngay từ khi còn nhỏ, Ất Tỵ đã chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức với đầu óc tư duy linh hoạt. Ất Tỵ hiểu biết phong phú về rất nhiều lĩnh vực. Vậy nên mọi người gọi Ất Tỵ là những nhân tài trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cũng không phải là nói quá. Kiến thức dù có phức tạp đến mấy thì Ất Tỵ vẫn sẽ cố gắng để lĩnh hội một cách đầy đủ nhất. Ất Tỵ không ngại khó, ngại khổ khi đào sâu nghiên cứu một vấn đề tri thức. Những ưu điểm này sẽ giúp Ất Tỵ gặt hái thành công trong các ngành nghề chuyên về lao động trí óc hơn là lao động chân tay. Tuy không thích giao tiếp, nhưng Ất Tỵ vẫn có tài ăn nói khéo léo. Trong trường hợp cần thiết, Ất Tỵ vẫn có thể trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, đồng thời thuyết phục với mọi người rằng ý kiến của Ất Tỵ là vượt trội nhất. Khả năng phản biện tài tình có thể giúp Ất Tỵ thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Vậy nên, Ất Tỵ rất có thể trở thành bậc vĩ nhân trong các lĩnh vực như triết học, chính trị, tâm lý học, vân vân. Những công việc trong các lĩnh vực này sẽ giúp Ất Tỵ phát huy tối đa tài năng và trí tuệ của bản thân. Nhờ có trực giác nhạy bén và phân tích kỹ lưỡng, Ất Tỵ có thể phán đoán được các tình huống sắp phát sinh. Vốn là con người kín đáo, Ất Tỵ sẽ âm thầm chuẩn bị phương án đối phó trong mọi tình huống. Những người cạnh tranh với Ất Tỵ sẽ phải lúng túng bởi những chiêu bài được tung ra ngay trong thời điểm cuối cùng. Bản lĩnh và sự tự tin giúp Ất Tỵ không bao giờ bị rơi vào bẫy của kẻ thù. Nhờ vào những điều này, Ất Tỵ có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Ất Tỵ luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, thích đạt được thành tích cao trong công việc. Ất Tỵ không chỉ khắt khe với chính bản thân mà còn có yêu cầu cực kỳ cao với nhân viên. Ất Tỵ sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức và trí tuệ để đánh đổi được kết quả làm việc xuất sắc nhất. Do đó, Ất Tỵ sẽ không bao giờ gây ra những sai lầm nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, nhược điểm của Ất Tỵ trong công việc là đa nghi quá mức. Ất Tỵ rất ít khi thực sự đặt lòng tin vào những người cộng sự của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phán đoán tình huống. Thậm chí, Ất Tỵ cũng có thể vô tình tổn hại đến các mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ vì những nghi ngờ vô lý. Để khắc phục điều này, Ất Tỵ cần càng phải học cách tin tưởng và cởi mở với mọi người xung quanh. Nhìn chung, bản mệnh Ất Tỵ có nhiều ưu điểm và tiềm năng lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy tối đa khả năng của mình, Ất Tỵ cần phải cải thiện khía cạnh giao tiếp và lòng tin vào người khác. Chỉ khi đó, Ất Tỵ mới có thể thực sự trở thành những nhà lãnh đạo tài ba và gặt hái được thành công xứng đáng trong sự nghiệp của mình. Vậy, từ khi sinh ra đến năm 83 tuổi, tình hình gia đạo của cô bác anh chị Ất Tỵ, sinh năm 1965, sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe. Đối với nam mạng Ất Tỵ, gia đạo của nam mạng Ất Tỵ thường được mô tả là yên bình và hạnh phúc, ít xảy ra những biến cố đau buồn. Dù có thăng trầm trong sự nghiệp khi còn trẻ, nhưng khi trưởng thành, họ có thể đạt được danh vọng và tên tuổi trong xã hội. Điều này cho thấy rằng họ sẽ có một cuộc sống công danh ổn định sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu. Về sự nghiệp,
Nam Bất Tị thường trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Sự ổn định tài chính cũng là một điểm sáng. Họ không phải trải qua những khó khăn về tiền bạc như nhiều người khác. Đối với nữ mạng Ất Tỵ, gia đạo của nữ mạng Ất Tỵ thường mang lại nhiều điều tốt đẹp, đặc biệt là trong việc nuôi dưỡng con cái. Họ có cơ hội thăng quan, phát tài và tạo ra triển vọng tốt cho con cái. Tuy nhiên, trong sự nghiệp, họ có thể chỉ đạt được ở mức độ bình thường và không thể leo lên cao. Về tài chính, nữ Ất Tỵ có thể gặp khó khăn trong giai đoạn tiền vận, nhưng khi bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, họ sẽ trải qua những cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy mặc dù có thể gặp khó khăn ban đầu, nhưng cuối cùng họ cũng thu được những thành công và hạnh phúc trong vấn đề tài chính. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Sự thật kỳ lạ về cuộc đời người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, vất vả một đời, từ nay đến năm 83 tuổi, về già đón vinh hoa. Tiếp theo là về tổng quan ngũ hành phong thủy của bản mệnh Ất Tỵ, giúp cô bác anh chị Ất Tỵ có thể chiêu tài đón lành, tránh dữ, thu hút tiền tài đến với cuộc sống của mình. Từ thời điểm hiện tại đến năm 83 tuổi, bản mệnh nam, nữ mạng Ất Tỵ hợp với các con số nào? Nam mặc Ất Tỵ hợp với các con số 8, 2, 5 và 9. Theo quan niệm phong thủy, nam mạng Ất Tỵ hợp với các con số có ý nghĩa đặc biệt, mang lại may mắn và bình an cho cuộc sống của nam Ất Tỵ. Số 2 là một cặp, một đôi, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Trên cơ sở này, số 2 được coi là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc gia đình. Đối với nam mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 2 trong việc bài trí phòng ngủ hoặc không gian sinh hoạt có thể giúp tạo ra sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ gia đình. Số 5 tượng trưng cho danh dự, quyền lực và sự trường thọ bất diệt. Số 5 là một con số tuyệt vời dùng trong việc bài trí phong thủy. Với nam mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 5 có thể giúp tăng cường uy quyền và sức mạnh trong công việc, đồng thời mang lại sự trường thọ và bất diệt cho gia đình. Số 8, tắm điều bất tử trong đạo lão và bát chánh trong Phật giáo, có thể ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà. Với nam mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 8 trong việc bài trí không gian sống có thể giúp tạo ra sự bảo vệ và an lành cho gia đình. Số 9 là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Theo tiếng Hán Việt, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn. Đối với nam mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 9 có thể mang lại sự hạnh phúc và an lành cho cuộc sống của nam Ất Tỵ. Nữ mạng Ất Tỵ hợp với các con số 7, 6 và 8. Nữ mạng Ất Tỵ cũng có những con số hợp với mình, mang theo ý nghĩa đặc biệt và sức mạnh huyền bí. Số 6 là số gấp đôi của số 3, mang điểm lành thuận lợi. 3 cộng 6 là 9, cùng nhau tạo thành nhóm 3 con số may mắn. Với nữ mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 6 trong việc bài trí không gian sống có thể mang lại sự may mắn và thuận lợi cho mọi việc. Số 7 tượng trưng cho sức mạnh, có khả năng đẩy lùi ma quỷ theo phong thủy. Nếu bài trí 7 món đồ vật thì sẽ được ban cho một sức mạnh huyền bí và bất khả xâm phạm. Đối với nữ mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 7 có thể giúp tạo ra sự bảo vệ và an yên cho gia đình. Số 8, tắm điều bất tử trong đạo lão và bát chánh trong Phật giáo, có thể ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà. Với nữ mạng Ất Tỵ, sử dụng con số 8 trong việc bài trí không gian sống có thể giúp tạo ra sự bảo vệ và an lành cho gia đình. Như vậy, các con số hợp với nam nữ mạng Ất Tỵ đều mang theo ý nghĩa đặc biệt và sức mạnh huyền bí, góp phần tạo nên một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc. Việc áp dụng những nguyên lý này vào thực tế không chỉ giúp tạo ra sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống, mà còn mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho người sử dụng. Bản mệnh nam, nữ mạng Ất Tỵ hợp với hướng nào? Đối với nam mạng, nam Ất Tỵ hợp hướng Tây Nam là sinh khí, Tây là phúc đức, Tây Bắc là thiên y, và Đông Bắc và phục vị. Nam Ất Tỵ không hợp hướng Đông Nam là tuyệt mệnh, Bắc ngũ quỷ, Nam họa hại, Đông lục sát. Đối với nữ mạng, nữ Ất Tỵ hợp hướng Tây Bắc là sinh khí, Đông Bắc là phúc đức, Tây Nam là thiên y và Tây là phục vị. Nữ Ất Tỵ không hợp hướng Đông là tuyệt mệnh, Nam là ngũ quỷ, Bắc là họa hại, Đông Nam là lục sát. Màu sắc hợp và kỵ với nam, nữ mạng Ất Tỵ. Màu sắc hợp với bản mệnh của nam và nữ.
mà Ất Tỵ bao gồm màu đỏ, cam, hồng và tím, thuộc hành hỏa. Những gam màu này không chỉ tạo nên sự nổi bật mà còn mang đến may mắn, tài lộc và sức khỏe cho người mang bản mệnh Ất Tỵ. Ngoài ra, màu xanh lá cây và xanh nõn chuối thuộc hành mộc cũng được xem là màu sắc hợp với bản mệnh này. Những gam màu này không chỉ tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên mà còn mang đến sự ổn định, may mắn và thành công trong công việc. Màu kiêng kỵ, trái ngược với những màu sắc hợp, những gam màu đen, xanh nước biển và xanh dương thuộc hành thủy, được coi là màu sắc kiêng kỵ đối với bản mệnh Ất Tỵ. Những gam màu này có thể mang đến sự ám ảnh, thị phi và không may mắn cho người mang bản mệnh này. Ý nghĩa các màu hợp với bản mệnh Ất Tỵ. Màu đỏ biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và may mắn. Đối với người mang bản mệnh Ất Tỵ, màu đỏ giúp tăng cường sự tự tin, quyết đoán và thành công trong công việc. Màu cam, màu tươi sáng, biểu tượng cho sự nhiệt huyết, sôi động và niềm vui. Người mang bản mệnh Ất Tỵ thường chọn gam màu cam sẽ tạo nên sự hứng khởi, phấn khích và tích cực trong cuộc sống. Màu hồng biểu tượng cho tình yêu, sự dịu dàng và quan tâm. Đối với người mang bản mệnh Ất Tỵ, gam màu hồng giúp tạo nên sự gần gũi, ấm áp và hạnh phúc trong tình cảm. Màu tím, một gam màu quý phái, biểu tượng cho sự sang trọng, uy quyền và tinh thần cao thượng. Người mang bản mệnh Ất Tỵ khi chọn gam màu tím sẽ tạo nên sự thanh lịch, quý phái và ấn tượng trong giao tiếp xã hội. Màu xanh lá cây và xanh nõn chuối, đây là những gam màu gần gũi với thiên nhiên, biểu tượng cho sự tươi mới, tinh thần lạc quan và sự phát triển. Người mang bản mệnh Ất Tỵ khi chọn gam màu xanh lá cây và xanh nõn chuối sẽ tạo nên sự ổn định, cân bằng và thành công trong cuộc sống. Trên cơ sở của những ý nghĩa màu sắc vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của màu sắc trong đời sống của mỗi người, đặc biệt là đối với những người mang bản mệnh Ất Tỵ. Việc lựa chọn màu sắc phù hợp không chỉ giúp tạo nên vẻ đẹp ngoại hình, mà còn mang đến sự cân bằng, may mắn và thành công trong cuộc sống. Hãy cân nhắc và áp dụng những ý nghĩa trên để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Sau đây xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe về những tuổi hợp và đại kỵ với bản mệnh Ất Tỵ, từ đó có những lựa chọn tốt hơn trong phương diện công việc và tình duyên trong quãng thời gian còn lại cuối cuộc đời. Đối với nam mạng Ất Tỵ, tuổi nên kết hợp trong làm ăn là tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu. Tuổi lựa chọn kết duyên vợ chồng, tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Giáp Thìn. Tuổi kỵ nên tránh, tuổi Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần. Đối với nữ mạng Ất Tỵ, tuổi nên kết hợp trong làm ăn là tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu. Tuổi lựa chọn kết duyên vợ chồng là tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu và Giáp Thìn. Tuổi kỵ nên tránh, tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý. Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình, Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe lời Phật dạy về sự khiêm tốn, đức hạnh. Khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa, khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay. Chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, biết rồi. Sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, liệng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại,
lười biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người. Càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo. Còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn. Lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay, tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có. Phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát. Bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y. Thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn, trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng,
nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Sự thật kỳ lạ về cuộc đời người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, vất vả một đời, từ nay đến năm 83 tuổi, về già đón vinh hoa, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.